COVID. Dân đi lại thưa thớt như ngày ngày Tết luôn. Ăn được của thợ 120.000 nha anh em nhé. Bệnh rất đơn giản. Lấy không sáng. Thế là ông đã đi mua dưa le để thay không được. Đấy, chuột cắn thì ông anh đấu lại rồi. Thôi mình cứ nhận coi là 120k. Đấy, vừa làm xong. Mày mò chút xíu đây. Con này là mưu nhá. Con này dùng mưu à. Đấy. Bệnh nó tại đây này. Bệnh tại đây. Thôi, làm 120 ngoặt. Tất cả những cái sự không sự thiếu hiểu biết đều trả giá bằng tiền mặt hết. Đấy, anh em thấy không? Cắm vào vẫn chưa lên. Vẫn chưa lên đèn. Cắm vô lại đã. Xong. Đèn tắp lô lên hết rồi. Đấy, bệnh nó rất là đơn giản thôi. Thế mà ông anh ông ấy tìm bụng mặt không thấy đâu. Đấu dây kiểu này là chết. Ông ghen nhưng mà coi là dòng này của nó rất là lớn. Nhưng mà ông anh không chịu hàn. Ông chỉ quấn thôi. Mình vừa cầm cái tụt mẹ thôi. Thế mà các cái dòng mà mưu coi là tín hiệu. Nó dùng tín hiệu chẳng hạn thế mà mối hàn không có thì thôi rồi. Bảo sao không đẩy được. Thế là đã xong.